Hello. Mới làm về, chào mọi người. Mới làm về mới ngủ một giấc. Giờ tới giờ mình chọc chó. Mới về tắm rửa. Giờ tới giờ mình chọc chó, chọc bao que. Ha ha ha. Chào Nguyễn Linh. Nguyễn Linh này nguy hiểm lắm nha. Không biết Nguyễn Linh này là cái gì mà rất là nguy hiểm nha. Tay này là độc lắm nha. Mình điều tra ra mà không biết được nha. Rất là khá nha. Rất là thú vị về tay này. Tay Nguyễn Linh này. Chào mấy bác. Chào mấy bác buổi sáng nha. Good morning Vietnam. Mới về tắm xong. Từ mới giờ leo lên xe là chưa đổi. Chưa. Ây da. Nguyễn Linh này rất thú vị. Có cái vẻ gì mà về cái tay Nguyễn Linh này rất là biết rất là nhiều nha. Không biết ở Việt Nam hay ở Mỹ mà biết rất là nhiều. Mình điều tra tay này rất là nhiều. Các bà con khỏe không ạ? Bà con biết cây này cái gì không? Cây này là nó gọi là gì ở Việt Nam, gọi là gì? Ở tôi chỉ biết tiếng Việt nó gọi là tắc thôi không bà con. Cây này cái tắc phải không? Đây mình nói về vấn đề gọi là mình đang chuẩn bị bị cho đang chuẩn bị trong cái list là bị trục xuất về Việt Nam nên cái gì đó mình nên mình đang sợ, mình đang hồi hộp, đang bị hùng lân á, cây chống cộng cực đoan chùm gọi là chùm que đó. Bây giờ là chỉ có anh Hùng Lân là nổi tiếng nhất là đang chuẩn bị cho tôi về trục xuất tôi về Việt Nam. Có trong danh sách rồi. Cái này là cái tắc tôi dịch cho trong tiếng Mỹ ra đó. Tôi dịch trong tiếng Mỹ ra nó gọi là, ở Mỹ nó gọi là kham khoát, còn tiếng Việt nó dịch ra là cái tắc. Chua lắm. Cao vui lắm. Lát nó mình vui lắm. Mình tới chỗ này cho mấy người coi. Mỹ bưng bồ nữa. Mấy chỗ này vui lắm. Cái này mà phải vào bao que nó biết. Nó cũng biết nhưng mà nó đâu dám phá gì. Tới đi. Người ta nước Mỹ người ta lấy cái biểu tượng của cờ đỏ sao vàng mình để làm cho một cái thương hiệu. Chua cá này cũng chua như quỷ. Cái này pha mỗi lần pha nước mía đó, cái nước mía pha nước mía bỏ cá này vô không, nó ngon không? Nó là ở bên đây thì có cái nhà hàng này nó gọi là Kho Nhiêu Nhờ. Nó lấy cờ đỏ sao vàng của mình ra. Nó lấy cờ đỏ sao vàng của mình, của biểu tượng nước Việt Nam mình. Nó làm cho một cái biểu tượng là cái nhà hàng của người ta. Mình tới đây mình quay cho mấy bạn coi để biết, để
để chặt mấy que. Thử que tới đây thì nó là biểu tượng của cờ đỏ sao vàng. Nó dám muốn phá cái chỗ nhà hàng này. Chào mọi người nha, good morning Việt Nam. Với lại chào ông già. Ông già biết bé gì đó. Hồi nãy nó nói nó lên, nó gọi kêu cộng nó vô cho em cái anh Hoàng. Bé Nancy á. Chiều về nó kẹt xe quá, tôi mới hồi nãy đi làm về ngủ tắm ngủ giấc có kẹt xe nhích mở rút thấy kẹt xe không? Ê cái thằng Vũ Lê Quý rồi mày chửi ai trong này mặt lầu hả hả đủ má mày ở bên Mỹ này, tao ở bên này tao đéo ăn cơm của ai, ok con đĩ mẹ mày, tao ăn sức ăn của ai, ăn hết cha mẹ mày á, đất là đất của ba tao, tao đi làm tao kiếm cơm tao ăn chứ cặt nào nuôi tao một lồn đi mẹ mày, bây vô đây mày sủa mày đéo thích thì cút mày một lồn đi mẹ mày, sứ tự do con cặt. Mày thứ thằng tị nạn thì đủ lo cái thứ tị nạn mày đi, đủ má mày chui đi làm cặt gì mà sủa làm cặt gì luôn. Đủ mày mày đất cái đất của ba tao, ok? Đất của ông nội tao chứ không phải là đất của mày. Mày qua đi đủ má mày cũng tị nạn gia đình tao. Đủ mẹ mày vô, đủ má mới ngủ dậy là thấy đủ mẹ mày. Mới ngủ dậy tao mới vừa đủ má đi làm về tắm rửa ngủ dậy thấy cái mặt sầm lồn của thằng này nè. Đủ con đỉ mẹ mày, chào mọi người, chào chị Thảo nha. Chào Hoàng Bùi. Đủ má mà vô mà cầm một cái là thấy bất lồn rồi, sốc lồn rồi. Đủ mẹ mày vô cầm một cái là thằng lồn, vô cầm một cái là thấy sốc lồn rồi. Đâu rồi? Thằng Vũ Lê Quý nè, mày ngu quá thằng kia, ăn cơm xứ tự do thờ ma cộng sản. Tao đéo thờ ma cộng sản thằng lồn. Đủ mẹ mày, tao chỉ có biết đủ mẹ mày bên nước Mỹ thôi, ok? Tao chỉ biết nước Mỹ thôi. Mày đéo thích thì cút. Ai nuôi tao bên này? Đủ má tụi bay. Mấy thằng sọc lồn tụi bay á, ai nuôi tao bên này? Đủ mẹ mày cái nón này tao không phải tự tao đi mua tao bỏ tiền ra, tao đéo thờ ai hết á, tao chỉ thờ ba má tao với tao thờ đủ má tổng thống Mỹ thôi, thằng lồn. Cộng sản gì trong này? Sốc lồn nè. Tao má cộng sản gì ở đây? Cộng sản gì ở đây? Cộng sản gì ở đâu? Hả? Mày tức lắm hả? Mày không thờ được mày tức lắm hả? Sao mày không thờ? Đủ má mày ở nước Mỹ mày thứ xứ tự do thằng lồn. Đủ má mày ai có tiền muốn làm con cặc gì thì làm. Người ta muốn lấy mua cứt người ta đội lên đầu cũng được. Còn đủ má mày làm đéo được, mày tức hả? Đi mẹ mấy con que sọc lồn đủ mới vừa lên diễn đàn xíu rồi đủ mẹ mày là chờ mày chửi tao rồi. Thờ má cộng sản cái lồn má mày chứ thờ là má cộng sản. Tao chỉ biết thờ ba thờ má tao với ông thờ tổng thống mà những cái vị mà đủ má anh hùng của nước Mỹ thôi. Bởi mấy thằng lồn này hở cái vô là đủ mang cơm quốc gia hay là chứ tự do ăn cái lồn má mày thiệt đủ má mấy thằng lồn nói chuyện sụp lồn quá à. Nếu ai nuôi tao con cặt gì ở đây hết á, tự tao nuôi tự lực cánh sinh không à. Đủ má mày tao đi làm, tao là chủ cả ở bên Mỹ, ok, chứ không phải sụp lồn như tụi bay. Bà Thảo coi nó sốc lồn, bà Thảo đụ mẹ tôi mới bước ra ngoài đường, nó nói cái thằng điên quá đụ ma. Ăn cơm xứ tự do thờ ma cộng sản. Thờ cái lồn má mày nó qua lồn.
Bởi vì đủ má cái thằng, mấy cái thằng lầu mà đủ má nó ngu truyền thống. Gái Việt Kiều mà lấy cái mời đi rồi mình mới làm, mới mời lên được. Ở trong này tao đéo nói FBI không đâu, USGI con cặc gì hết á. Đủ má mày, giờ tao là người dân thường rồi thằng lồn. Đủ mẹ mày, đừng có vô đây mày sầm lồn. Mày ngon mày về mày lo cái bản thân mày trước đi, rồi mày về mày nói chuyện với người ta. Không đỉ mẹ mày mới qua lồn, bay vô sọc lồn quá. Mày đéo làm con cặc gì được cho nước Việt Nam, thì tụi mày làm cái gì tụi mày làm. Tao là cụ nhân viên FBI hay con cặc gì cũng vậy đó, không có thành vấn đề, hiểu chưa? Chào Phương Lan. Kỳ quá, mời lên cái đó đá xuống à. Bịt mày ơi, thằng sầm lâu này đâu. Tao là bố. Hello, chào đồng chí F8, chào XXL. Đủ má mày, tao lừa ai? Tao lừa cái lồng má mày, tao lừa ai? Thôi từ từ, từ từ, từ từ đi. Ờ. Bưng cái lồng má mày, đủ mẹ mày. Mày ngon mày dơ cái mặt thiệt lồng mày ra đi. Đủ mẹ mày, tao lừa ai? Lừa cái lồng má mày chứ lừa. Mày mày mới qua lồn, lụt mẹ mày đang. Tao lừa ai? Trên trùng động mày kìa, tao lừa ai? Xem thấy chỗ nào nó nói anh lừa. Cái thằng này nè, cái thằng lồn là đụng mai lên Vũ Lê Quý hồi nãy giờ nó chửi anh là đụng mày là bưng bô cộng sản. Thì về sống ở cộng sản, sống cái lồn má mày, gia đình tao ở đây, ba tao ở đây, ông nội tao ở đây, nhà cửa tao ở đây, tao đóng thuế ở đây, tao về Việt Nam làm cái đéo gì, ăn cứt của bản hả? Bán lồn. Ồ, ok, Vũ Lê Quý nghe đồn mày khoe cậu nhân viên FBI. Mày định tao lừa okay, đảo. Bây giờ tao có khoe tao làm tổng thống cũng kệ mẹ tao. Ok. Tao đéo ăn hết của mấy thằng lồn. Đủ má mấy thằng que sọc lồn tụi bay ok. Đủ con đỉ mẹ tụi bay. Đủ má tụi bay đéo có tiêu cách lồn gì mà lên đây nói tao đi về Việt Nam hết á. Nha. Đủ má cái bản thân của tụi bay á. Xong chưa. Hắn đi ra ngoài đủ má sọc lồn ở đây. Đi cái lồn mẹ tụi bay. Well. Đừng lo nó anh ơi. Không sao đâu. Tại vì nó tức đó mà. Em chào cả nhà nha. Không sao đâu anh ơi. Công chuyện của mình cứ làm. Nhưng mà Vũ Lê Quý, ê, người ta là FBI hay là cộng sản hay là cái gì thì mày làm được gì nhau? Ai thèm lừa mày, bộ lừa mày được ăn cái gì hả? Đúng má, mày lên đây, ai lừa con cặc gì lại đây? Tao lên đây là tao nói cái trái là cái phải. Cái mặt lồn của tụi bay á, lên đây cái chống chống cái con cặc, chống cái con đĩ mẹ bố cả làng tụi bay, chống cái lồn què mấy sọc lồn đi mẹ tụi bay. 40 mấy năm mà chống thịt mẹ, tao thấy chỉ có bố mẹ tụi bay càng ngày càng chết á, càng đủ mẹ mày ấy đó. Em ơi. Dạ. Anh làm em giờ không biết nói làm sao nữa. Anh tao vô đề mà chửi. Càng ấy là càng tức, đủ quá nó cho mày tức. Không anh đừng có tức. Anh không tức. Mình vui chứ tức làm gì? Tại vì nó mới là cái người phải tức chứ mình không có gì tức hết á. Chúng mày có nói cỡ nào chúng mày thấy tao bất tử không? Chúng mày diệt tất cả các nick của tao, đúng không? Nhưng mà không bao giờ diệt được. Bởi vì đó mới là nhục đó. Còn anh John là FBI hay không, mắc mới thì tới mày. Bộ mày mất đồng nào đi hả? Ừ, Peter Nguyễn nè. Chào Peter Nguyễn nha. Ê, về nói thằng Hùng Lân nhà mày đi vô FBI rồi cái nói gì? Ê, để em đóng vai FBI, em nói chuyện với Hùng Lân nha. Hey, piece of shit, just get the fuck out of here. Take your shit with you. How's that? Who give a shit about who's communist or not? Right? Đã, em đóng vai FBI đó.
nói chuyện với thằng khùng đem một xấp hồ sơ vô. Mày ê, về nói với thằng Hùng Lân nhà mày, chúng mày á, chúng mày chuẩn bị tiền ra gom vô nguyên một đống hãy kiện tụi tao, đặng đặng đến hồi tao phản pháo ngược lại còn có tiền mà đền. Cái luật ở Mỹ mày biết rồi gì, mày mày kiện mà đứa nào thua kiện đứa trả tiền luật sư, trả tiền tòa, tao kéo cho chúng mày hả sập luôn. Ok, con Nancy nè, bảy đứa hả, trời ơi, chúng mày kiện bảy anh em tụi tao, tao nói thiệt mày chứ ha, tụi tao gom lại thì quất cho chúng mày khô máu luôn á. Tiện kiện tội gì, trời ơi, kiện Nancy tuổi tội gì, tội tội ăn cơm quốc gia mà không không thờ mấy thằng thua cuộc hả? Tụi chúng mày thua như vậy tao lấy gì tao dám tin mà mày biểu tao phải thờ chúng mày. Tội gì không, tội chuyện gì không, chuyện chuyện gì không, chuyện nó quá chửi đầu cha mấy sọc lầu nó bị khỏe mấy sọc lầu nữa. Sao đi kìa, tao chưa hiểu nữa. Mày kêu lên FBI dịch cái từ mà sọc lầu là cái gì hả, mấy sọc lầu là cái gì đó. Tao suy nghĩ hoài, tao không biết là tao có tội gì, ngày nào tao cũng ăn ba bữa, ngày nào tao cũng ỉa mấy lần, tao không biết tội gì nữa luôn á. Chờ chờ chúng mày tới đây bưng bô cho tao đi nè. Đồ cái lũ thú. Em về kiện sắp lát em đi tới, xin lỗi, anh đi ra ngoài em về sau rồi. Lát em ghé qua bên chỗ Evergreen em nhậu với lại mấy ông bạn em bển đó. Anh ghé có nhậu không? Ở mặt hết mình á. Đang nướng bà bị kêu quả đi mẹ cái thằng cũng lô đưa vào cái mẹ là hứa hết thứ của mẹ đó này. Anh cũng là em mất hứng luôn á, nãy vô tính nói chuyện kia mà bây giờ thấy anh mê chửi quá à, là em cũng biết nói làm sao nữa. Bùi Thảo, chào Bùi Thảo nha em, chào chị Lý Mặt Sầu, chào cả nhà. Cả nhà ơi, à, tối thứ bảy bên Mỹ là sáng chủ nhật ở bên Việt Nam, em sẽ live tiếp tục về à, về chiến thắng của quân giải phóng Việt Nam ngày 30 tháng 4 nha. Mời các anh chị ngày đó canh nha. Bây giờ em chưa báo được là em live account nào. À, lúc đó các anh chị theo dõi anh Hoàng á, anh cái gì Hoàng ta? Hoàng Thái á, Bùi Thái Hoàng á, với lại chị Thái Ngọc Nhiên nha. À, anh Bùi Hoàng á. Anh Bùi Hoàng sẽ với lại bố Cầm Nguyễn sẽ thông báo là em live account nào nha. Tụi nó ráng nó diệt em dữ lắm. Nhưng mà sáng tối thứ bảy bên Mỹ là sáng chủ nhật bên Việt Nam, em chúng các anh chị vô phụ live ủng hộ cái live của chúng ta nha. Trời lâu lắm mới thấy em Đình Bằng nè. Em chào chị Lê Thị Hằng Phương. Nhưng mà anh đừng có tức quá với tụi nó. Nó làm gì em cũng tức hết á. Vì lúc nào em cũng có niềm vui chiến thắng không à. Tự em chẳng tức gì. Là ăn cơm tự do, nước tự do mà đi thờ qua thờ cũng sáng, thờ cái lùn quá mấy cái lùn này mẹ mày. Đây nè tao cho anh... mày coi nè, tao tới chỗ này nè, mày tới đây mày lo lùn quá thằng này thờ luôn đi. Nè, cái chỗ này nè. Nó cũng chào anh Bằng. Chào đi, ở đây nó cũng lấy cái biểu tượng của cờ Việt Nam ra mà nó để cái quảng cáo cho với một cái thương hiệu của nó là tao nói đúng không nha. Chúng mấy con lồn mày tức chết mẹ rồi, bay đi tới đây mà đập khóa. Chứ nó có cái gì đâu nó nói. Anh cũng chừa cho nó một hai câu chứ bây giờ câu nào nó nói ra cũng được thì sao. Anh cho nó một câu hai câu đi, bây giờ nó còn mỗi câu đó thôi. Chứ bây giờ cộng sản người ta còn sống thì đâu phải là ma đúng không? Phải là cộng hòa nó chết lâu rồi mới gọi là ma chứ. Đúng không cả nhà? Đó tự mấy phải không? Đất. Bọn này nó tao nói ngược không à? Đó giống như ông Trump ông về ông cộng tác với cộng sản á, ông lấy công việc ăn việc làm ông bán máy bay, ông bán máy bay qua đó là ông cũng là cộng sản, mày lên mày chửi ông đi. Ông ăn nước gì, ông ăn ở trên đất nào, ông ăn ở trên đất nào, ông sống ở trên đất nào, đi mẹ mấy con bé lồn. Ê Peter Lê, mày nhìn thấy cái nón đó mày sợ hả? Mà nhớ cái nón đó ngày xưa người ta quân đội không được là quân đội thứ tư hạng tư thế giới mà người ta đánh cho chúng mày tuột quần đi, cái mày nhìn thấy mày nên nhớ là cái nón này tao mua ở Mỹ nè. À, mày nên nhớ là cái nón này tao mua ở Mỹ nè. Tao có cái cửa hàng, tao có receipt rõ ràng, tao trả trên đất Mỹ nè. Tao mua ở trên đất Mỹ, tao đóng thuế trên đất Mỹ. Mấy sọc lồn đi mẹ tụi bay, niềm tự hào của tụi tao đấy, nghe chưa? Đó là niềm tự hào đấy. Bảo cho nước Mỹ này nước tự do, ai muốn làm con cặc gì thì làm, người ta làm.
Thí dụ một thằng Mỹ trắng hay thằng Mỹ đen nó đội cái này lên, mày dám nói không? Có quýnh mày chết mày á tụi bay luôn. Chứ hỏi một thằng đầu đen nào mà nói tiếng Việt đội cái này là tụi bay kiếm chuyện á. Đủ má mày lầm rồi, đéo có phải tới tao. Tao đối với tao là tao đéo sợ thằng cặc nào hết. Hiểu chưa? Mấy tụi bay chứ lên đây anh hùng bà phím. Thằng nào mà ngon gặp tao mặt face to face mà nói tao kiểu đó đi. Nói với tao, tao đánh có chết con đỉ mẹ tụi bay luôn. Ừ vậy đi. Thôi bây giờ mấy anh hùng Việt Nam Cộng Hòa đó, thôi đừng có sủa nhiều nữa. Không có nói nhiều, đi kiếm anh cho anh gặp ảnh nè, ảnh đi, ảnh đội ngày nào cũng đội nón đó, anh bận áo đỏ sao vàng. Trời quá trời mặt giận nè, tội nghiệp quá. Chúng mày càng tức tao càng vui. Khi nào chúng mày hết tức thì tao mới hết vui. Còn lại mà chúng mày càng tức thì tao càng sướng. Ê, thằng Peter Lê. chứ tụi mày á, ồ quên nữa, đứa nào hôm nay nó nói cái gì? Anh cho em nói đây câu này là...